Rồi chào bà con nghe, đây mình xin số mặt hàng công ty nè, hàng tiện chọn không đó nè bà con ơi. Rồi bà con nào có nhu cầu liên hệ nha, hàng còn tiện chọn không đó, hàng rất là đẹp. Quay dòng từng con cho bà con coi nha, nhất là bộ K550 EG50 nè trừ 2, đây Kuta K550 EG50 trừ 2, bộ này cũng khá đẹp đó bà con, đúng không? Xanh vàng ha, bánh lòng bằng sắt luôn ha, bánh nó xới ướt được á. K550 EG50 đây là 5 ngựa đó, góc xanh vàng không, này bao chạy hết rồi nha, quá đẹp luôn. Rồi bộ thứ hai là K700 EG65-2, khá đẹp nha anh em. K700 ZK màu cam, đặc đẹp luôn. Thứ ba cũng K700 luôn, đặc biệt là bộ K là A75 nè, A8 đẹp nhất nét luôn. Con này như chưa xài nhiêu luôn nè bà con, màu cái cốt còn bảy màu luôn nè, cốt ra mà còn nguyên luôn thấy không, biết xài cánh tươi cốt nè, ngoài đèn đốt đầy đủ nha. Trời cốt có trắng đẹp luôn kìa thấy không, cốt mà còn số ghi luôn kìa, chứ không ghi luôn kìa, thấy ghi không, cái cỏ này nó sẽ mua về chứ chưa xài, rất đẹp nè. Rồi anh em nào có nhu cầu luôn nè, bà con có nhu cầu luôn nè, 088 635 6 7. Bộ thứ hai là CT61M85, khá đẹp luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu luôn nè, bà con có nhu cầu luôn nè, 088 635 6 7, khá đẹp, hàng là hết chỗ chê luôn. Hàng tiễn không đó, mà con mua về là xài thôi.